Alo anh ơi, lại cháy nữa rồi. Trời sao cháy hoài vậy em ơi? Em chơi theo tâm linh á. Trời, thế là không giòn đâu, em đã bảo rồi, phải học phân tích kỹ thuật nhá. Nhưng mà học ở đâu? Học ở 68 Trading chứ ở đâu. Chào mừng anh em đến với chuỗi clip chia sẻ về kiến thức trading của 68 Trading. Tại đây chúng mình sẽ đưa anh em đi qua các cấp độ, từ cúng sàn trở nên bảo sàn, từ cháy chỉ còn lỗ và thậm chí có lời luôn. Ok, let's go. Hello anh em, vậy thì cái clip đầu tiên sẽ khá là ngắn gọn thôi. Mình muốn chia sẻ với anh em về những cái điểm cơ bản nhất mà tất cả chúng ta cần phải hiểu khi bắt đầu với trading. Clip này nó sẽ không có nến, không có chỉ báo, không có gì cả. Nhưng mà cái clip này là cái clip mà mình nghĩ rằng sau này khi mà anh em đã trải qua một cái thời gian anh em tham gia trading ở trên thị trường á, và em quay lại, anh em ngẫm lại thì anh em sẽ thấy rằng nó thực sự quan trọng và nó thực sự là cơ bản mà chúng ta phải luôn khắc ghi ở trong trong cái tâm trí chúng ta khi tham gia giao dịch trên thị trường. Thì đầu tiên thì trading nó là cái gì? Thì trading nó bản chất nó là cái cách kiếm lợi nhuận dựa trên cái sự chênh lệch tỷ giá. Và bất kỳ thị trường nào mà miễn là nó có sự chênh lệch tỷ giá thì đó là nơi đó đều có thể xuất hiện các cái giao dịch, các trading để anh em kiếm được lợi nhuận. Mình nói ví dụ như là các cái thị trường rất phổ biến rồi, ví dụ như là cổ phiếu ha, crypto ha, vàng, forex, hay là bất động sản, hay thậm chí là những cái mặt hàng mà có tính dao động như là lúa, gạo, dầu mỏ, vân vân. Vậy thì bản chất của trading nó là cái gì? Thì cái điều đầu tiên mà mình muốn nhắc nhở anh em á, thì trading nó hoàn toàn không phải là một cái cách làm giàu nhanh chóng như khá là nhiều người đang quảng cáo ở trên các cái khóa học hay là trên các cái clip mà nó mang tính quảng cáo ha. Thì trading nó chỉ là một cái nghề thôi, nó cũng là một cái nghề như bao nghề khác mà anh em đang làm hàng ngày, như là bác sĩ, như là kỹ sư, như là giáo viên đó. Thì nó hoàn toàn không phải là một cái nghề để kiếm tiền nhanh ha, anh em hãy lưu ý cái điều này. Trading nó chỉ giúp chúng ta kiếm được lợi nhuận tốt khi chúng ta đủ cái trình độ và đủ cái kiến thức, tức là chúng ta giỏi ấy. Thì bất kể nghề nào cũng vậy mà đúng không? Khi mà anh em đạt một cái trình độ nó cao hơn mặt bằng chung á, thì khi đó cái số tiền anh em kiếm được nó sẽ nhiều hơn. Đơn cử như đầu bếp thôi. Đầu bếp thì nó cũng có rất nhiều là mức lương đúng không ạ? Đầu bếp ở một cái nhà hàng nhỏ thì mức lương khác, đầu bếp ở nhà hàng 5 sao thì mức lương nó hoàn toàn khác. Bác sĩ cũng vậy, kỹ sư cũng vậy, và trading nó cũng vậy. Anh em hãy bỏ qua cái suy nghĩ rằng trading nó là một cái nghề làm giàu, nhưng điều đó theo mình nó sẽ không thực sự đúng đâu ha. Cái đặc điểm thứ hai đó là đối với trading á, thì nó sẽ mang cái tính chất khắc nghiệt hơn những cái nghề bình thường. Tại sao nó lại như vậy? Bởi vì khi mà anh em làm, mình nói ví dụ như làm văn phòng chẳng hạn, thì cái việc làm của chúng ta có thể, nếu mà nó không mang tính đặc biệt nghiêm trọng, hậu quả nó không phải là đặc biệt nghiêm trọng, thì chúng ta đều có thể sửa lại được. Mình nói đơn cử ha, khi anh em soạn hợp đồng hay là làm một cái văn bản nào đó nó thiếu sót thì chúng ta có thể sửa lại. Chúng ta vẫn có thời gian để chúng ta sửa chữa nếu mà chúng ta mắc sai lầm. Nhưng mà ngược lại đối với trading thì không. Khi mà anh em sai thì chỉ có hai kết quả thôi. Một là lỗ, hai là cháy. Tùy vào từng người, tùy vào từng cách làm của từng người ha. Chúng ta ngay lập tức cái chúng ta nhận được đó chính là mất tiền. Đó. Cho nên cái sự khắc nghiệt trong trading nó rất là lớn. Và cái sự khắc nghiệt này nó còn thể hiện ở chỗ đó là nó không mang tính ổn định, và anh em hoàn toàn phải chịu trách nhiệm bởi bất kỳ cái hành động nào mà chúng ta gây ra. Ví dụ như anh em nhiều lúc anh em đang trade một cái kỷ luật, đang có lợi nhuận, tự dưng một hôm nào đó cái sự bốc đồng hay là cái sự ăn thua với thị trường nó nổi lên và chúng ta vào lệnh một cách vô tội vạ, nhồi lệnh, gồng lệnh, bỏ stop loss và chúng ta chạy, chúng ta sẽ không, hoàn toàn không có một cái cơ hội nào để mà chúng ta lấy lại cái số tiền đó cả. Nó sẽ, cái hậu quả nó sẽ đến ngay lập tức và nó sẽ đến thẳng vào cái mặt kinh tế của chúng ta. Chính vì vậy trading nó hết sức khắc nghiệt, anh em hãy lưu ý cái chuyện này. Và cái đặc điểm thứ ba đó là không có một phương pháp nào giúp cho chúng ta đảm bảo lợi nhuận, anh em hãy lưu ý cái điều này. Ở đâu đó anh em có thể học, thấy người ta nói về các phương pháp buy option, phương pháp Ichimoku, phương pháp mẫu hình giá, mẫu hình nến, phương pháp các đường EMA, các đường SMA vân vân, rất là nhiều. Thì mỗi phương pháp nó sẽ có những cái ưu điểm và nhược điểm riêng của mình. Mỗi phương pháp thì nó sẽ đều có một cái phù hợp với một cái điều kiện thị trường,
và phù hợp với từng cái đặc điểm của cái người sử dụng phương pháp đó, cũng như là sẽ có cái tỷ lệ thắng và thua nhất định. Sẽ không có một phương pháp, một cái chén thế nào giúp cho chúng ta luôn luôn chiến thắng trong trading ha, mà chỉ có cái cách duy nhất đó là chúng ta tự quản lý vốn, quản lý rủi ro và chúng ta kỷ luật với bản thân, để làm sao trong suốt một cái thời gian dài chúng ta tham gia giao dịch thì tổng các cái lệnh lời nó sẽ nhiều hơn tổng các cái lệnh lỗ, tổng lợi nhuận chúng ta thu được nó sẽ lớn hơn tổng cái rủi ro, cái stop loss mà chúng ta đã mất đi, thì khi đó chúng ta sẽ có lợi nhuận nhất quán. Rồi, thì đó chính là ba cái đặc điểm quan trọng mà mình muốn nhấn mạnh với anh em để trước khi mà anh em tham gia giao dịch ha. Và anh em sẽ nếu mà như anh em đã từng tham gia thị trường, từng trade, anh em sẽ hiểu tại sao mình lại nói đến những cái câu chuyện này, bởi vì đây chính là những cái vấn đề mà nó theo chúng ta trong suốt cái chặng đường trading kể từ khi anh em bắt đầu cho đến sau này, và nó luôn luôn lặp đi lặp lại, những cũng chỉ từ đó câu chuyện thôi ha. Rồi, cái nội dung thứ ba liên quan đến những cái điều cơ bản đó, thì mình muốn nói về những cái trường phái trading. Thì anh em đa phần anh em hay thấy các cái trader người ta dùng nến các thứ, chỉ báo các thứ, thì thực tế có khá là nhiều trường phái trading. Mình có thể liệt kê ra ba cái trường phái chính, đó là phân tích kỹ thuật. Thì phân tích kỹ thuật nó là cái kích trade mà dựa trên những cái yếu tố trong quá khứ, những cái hành động giá, những cái hành động của thị trường trong quá khứ, kết hợp thêm có thể là thêm dựa trên những cái chỉ báo, những cái công cụ về mẫu hình giá, mẫu hình nến. Thì từ đó trader người ta có thể nhận định về xu hướng của thị trường hiện tại, về cả cái vùng giá quan trọng, và từ đó người ta tìm cách, người ta lựa chọn những cái điểm vào để tốt nhất để đi theo xu hướng để kiếm được lợi nhuận. Thì đó là phân tích kỹ thuật ha. Và thực tế đây là phương pháp mà đa phần anh em trader nhỏ lẻ sử dụng, bởi vì đơn giản nhất đó là nó dễ tiếp cận. Anh em có thể đọc được rất là nhiều tài liệu ở trên các cái trang web, các cái diễn đàn, các cái cộng đồng, các cái YouTuber vân vân, thì khá là nhiều tài liệu mà hoàn toàn miễn phí thôi, cũng như những cái mà mình đang sắp chia sẻ cho anh em trong cái series về trading này vậy. Nó dễ tiếp cận, nó rẻ, và nó thực sự nó khá là dễ đối với những cái người mà không có background về tài chính, về kinh tế. Rồi, thì cái trường phái tiếp theo là cái phân tích cơ bản, thì là cái cách giao dịch mà nó dựa trên các cái yếu tố kinh tế vĩ mô. Ví dụ như mình nói có thể là nói về GDP, về tốc độ phát triển kinh tế, về tỷ lệ lạm phát, về tỷ lệ thất nghiệp, rồi các cái chỉ số như là dự trữ dầu thô, chỉ số bán lẻ, chỉ số PPI, chỉ số CPI đó là lạm phát ấy, và các cái bối cảnh chính trị xã hội, ví dụ như là cái liên quan đến bầu cử, liên quan đến thay đổi về đảng phái chính trị hay là chiến tranh ở các nước đó. Thì anh em có thể thấy đó là những cái phân tích cơ bản đấy. Anh em có thể thấy gần đây thị trường crypto nó đã bắt đầu chịu ảnh hưởng từ những cái phân tích cơ bản của thị trường trên thế giới. Mình nói ví dụ như là những cái đợt tăng lãi suất của Fed trong thời gian vừa rồi nó cũng tác động rất lớn đến thị trường crypto, hay là cái tình hình lạm phát chẳng hạn đó. Thì mọi thứ trước đây, nếu như anh em nào tham gia vào cái thời điểm 2017 thì sẽ thấy là thị trường crypto nó hoàn toàn nó đi riêng một mình nó, và nó không có đồng điệu với cái tình hình kinh tế chung như cái đợt này. Thì nó có nhiều lý do, một trong số đó là cái sự gọi là mass adoption của crypto, và cũng như là cái việc mà cái vốn hóa thị trường nó đã tăng lên khá là nhiều, thì nó khiến cho thị trường crypto nó trở thành cũng là một bộ phận của một nền kinh tế thế giới, của nền kinh tế thế giới. Và vì vậy khi mà những cái tin tức nó liên quan đến lãi suất, lạm phát hay là chiến tranh thì nó cũng đều tác động và chung đến thị trường thế kinh tế cũng như là đến crypto nó riêng. Thì phân tích cơ bản trong crypto nó cũng khá là nhiều kiểu, thì nó cũng có thể đơn giản như là những cái tin tức mình nói, ví dụ như việc mà Facebook nó ra cái chính sách là phát triển là đổi thương hiệu từ Facebook sang Meta, sau đó là nó đề cập đến việc là tập trung phát triển Metaverse. Thì đây chính là một cái tin tức liên quan đến phân tích cơ bản, và nó làm cho những cái đồng coin và token trong cái những cái hệ mà nó liên quan đến Metaverse thì nó bật tăng rất là kinh khủng đó. Thì đó cũng là một cái dạng phân tích cơ bản dựa vào tin tức. Đấy. Và cái trường phái thứ ba mà khá là ít người lựa chọn thì
đó là phân tích tâm lý. Phân tích tâm lý ở đây là người ta sẽ đo lường ha, người ta sẽ đo lường được sự FOMO của thị trường hay là sự sợ hãi của thị trường. Người ta sẽ nhạy bén với những cái trend mới, bắt trend hoặc là đi theo trend, những cái trend, những cái xu hướng liên quan đến sự FOMO. Khá mà dễ lấy ví dụ ở trong crypto, ví dụ như là cái việc mà Elon Musk, ông Shill Dogecoin, thì sau đó là mấy cái đồng coin mà liên quan đến chó mèo thì anh em thấy nó đều tăng rất là kinh khủng. Thì nếu như anh em nào mà bắt được cái trend nó sớm đó, hoặc là tận dụng được những cái đợt Shill liên quan đến Dog rồi những cái đợt bật tăng của Shiba, thì anh em cũng có thể kiếm được lợi nhuận rất là lớn ở trong thị trường. Hay là như cái ví dụ vừa rồi mình đã có nhắc đến liên quan đến việc Metaverse, thì nếu như chúng ta phân tích được cái sự FOMO thị trường lúc đó, chúng ta mua các cái đồng coin liên quan đến Metaverse thì cái lợi nhuận chúng ta thu được cũng rất tốt. Thì đó chính là phân tích tâm lý. Dĩ nhiên là sẽ có nhiều trader người ta sẽ không sử dụng đơn lẻ một trong ba trường phái nói trên, mà người ta có thể kết hợp giữa phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật, hoặc là giữa phân tích kỹ thuật với phân tích tâm lý, hoặc là phân tích cơ bản với phân tích tâm lý. Như cá nhân mình thì mình cũng sử dụng phân tích kỹ thuật kết hợp với phân tích cơ bản, bằng cách đó là mình sẽ vẫn theo dõi những cái tin tức thị trường, những cái tin tức có liên quan đến kinh tế thế giới, để từ đó mình có những cái dự phóng xa hơn mang tính trung hạn và dài hạn, nó sẽ ảnh hưởng đến thị trường crypto như thế nào đó. Thì từ đó thì khi mà xác định được những cái nhận định trung hạn và dài hạn đó, thì những cái trade trong ngắn hạn của mình đi theo những cái xu hướng đó thì nó sẽ có cái tỷ lệ win nó tốt hơn. Thì đó là cách mà mình đang làm. Nội dung thứ tư mà mình muốn nhắc đến trong cái phần những điều cơ bản nhất này thì đó là price action. Cái điều này nó hơi mang tính cá nhân hóa một chút. Tuy nhiên thì như anh em đã biết thì mình đã sử dụng price action, mình trade được trong khoảng hơn 2 năm rưỡi, đâu đó gần 3 năm rồi. Và đây vẫn là một cái phương pháp mà mình cảm thấy là nó tốt và nó phù hợp với người mới, cũng như là nó cũng đang đem lại cái lợi nhuận khá là ổn cho mình. Và vì vậy mình cũng muốn chia sẻ cái mà mình hiểu nhất và nắm vững nhất, thay vì nói về những cái phương pháp mà thực tế là mình không sử dụng. Thì chính vì vậy mình mặc dù đây là một cái series chia sẻ về kiến thức trading, nhưng mà nó sẽ khá là thiên về price action. Thì vậy price action nó là cái gì? Thì price action được hiểu nó là cái hành động giá, tức là một cái kiểu trade mà nó cũng thuộc trường phái phân tích kỹ thuật thôi. Nhưng mà trader theo cái trường phái này thì người ta sẽ chú trọng trong cái việc sử dụng giá làm nền tảng, và giá là cái thứ quan trọng nhất, và nó phản ánh toàn bộ những cái mà thị trường đang muốn nói. Thì trong thông thường anh em thấy đa phần là trader sử dụng biểu đồ nến, thì nến nó chính là những cái giá của, trong một cái phiên giao dịch đó. Đó thì một cây nến nó có thể nói lên rất là nhiều điều, ví dụ như là lực mua, lực bán, tâm lý thị trường, tin tức, thì tất tần tật trong cái phiên giao dịch đó nó đều thể hiện chỉ bằng một cây nến thôi. Đó thì chính vì vậy chỉ dựa vào cây nến đó chúng ta cũng có thể đọc ra được là thị trường nó đang muốn nói cái gì với chúng ta, nó lực mua, lực bán đâu là cái lực nó đang áp đảo trên thị trường, cái biên độ dao động nó lớn hay không lớn để chúng ta giao dịch, vân vân. Nó có rất là nhiều thứ để chúng ta tìm hiểu. Đó là một cây nến, hoặc là chúng ta có thể kết hợp nhiều cây nến với nhau để chúng ta nhìn được một cái bức trend toàn diện về thị trường. Đó thì đó chính là cái tư duy của các price action trader. Dĩ nhiên không phải price action trader nào người ta cũng chỉ sử dụng nến. Sẽ có hai dạng, đó là anh em sử dụng một cái biểu đồ chỉ toàn nến thôi, tức là biểu đồ trần đấy, trần trụi á. Hoặc là anh em có thể kết hợp thêm một số cái chỉ báo mà anh em cảm thấy là nó phù hợp với phương pháp của mình, ví dụ như là các cái đường trung bình động. Các cái chỉ báo ví dụ như là Bollinger Band, ví dụ như là RSI vân vân, khá là nhiều. Thì chúng ta sẽ từ từ cùng nhau tìm hiểu trong những cái buổi tiếp theo ha. Đó thì là production. Đây là một cái ví dụ ha, mà anh em có thể thấy là cái biểu đồ mà mình đang để hoàn toàn nó đang trần trụi, và mình chỉ sử dụng các cái nến cũng như là các cái vùng hỗ trợ kháng cự để mà chúng ta vào lệnh thôi, thay vì sử dụng rất là nhiều chỉ báo. Thì mình chỉ đơn giản như vậy. Rồi, thì ở đây là toàn bộ những cái điều mà mình muốn giới thiệu với anh em đó, trước khi xem như là một cái clip cho bắt đầu clip số 0, để chúng ta có với nhau những cái tư duy và những cái kết hiệu thật là đúng về trading, về cái bản chất của trading, cũng như là cái tư duy đúng để chúng ta thành công trong trading đó, cũng như là tránh những cái trường hợp mà chúng ta gọi là FOMO hay là fear để mà chúng ta mất tiền một cách nó không có đáng. Thì trong những cái clip tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái liên quan đến phân tích kỹ thuật, và chúng ta sẽ bắt đầu thực hành bằng những cái biểu đồ thực tế. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong những cái clip tiếp theo nhé.